Các bạn nhìn có đẹp không ạ? Trông như kiểu là một bức tranh mà có thể chuyển động được ấy. Và đây giống như là một cái đồ decor trang trí ở bên trong nhà mình. Tất nhiên, đồ decor này sẽ có giá hàng trăm triệu. Và đây là TV OLED 77 inch của Samsung. Ở trên kênh YouTube của mình thì mình đã review về rất nhiều TV rồi. TV bé cũng có, TV lớn cũng có. Lớn nhất ở trên kênh YouTube của mình thì mình đã review về những mẫu TV có kích thước lên tới cả 100 inch cơ. Đấy. Tuy nhiên là cái mẫu TV đó thì cái tấm nền nó chỉ là LCD mà thôi. Còn ngày hôm nay mình sẽ review về cái mẫu TV có tấm nền OLED, chắc là lớn nhất ở trên kênh YouTube của mình mà mình làm. Đấy, 77 inch đến từ Samsung. Cái mẫu TV này thực sự là nếu mà nói về nó thì chắc là phải nói cả ngày mất, bởi vì nó có quá nhiều công nghệ ở đây. Đấy, tuy nhiên mình sẽ tóm gọn lại cho bạn một số những cái ý chính về cái mẫu TV này và những cái điểm ấn tượng của mình khi mà mình sử dụng cái mẫu TV OLED 77 inch của Samsung này nhé. Đầu tiên ý, là các bạn có thể nhìn thấy là cái thiết kế này của nó này, nó quá đẹp luôn. Và cái thiết kế này theo cái cách gọi của Samsung đấy là Infinity One. Đấy, nó sẽ có một số những điểm cộng. Thứ nhất là các bạn có thể để cái TV này nó giống như một cái bức tranh để trang trí, để làm một cái vật decor ở bên phòng khách của nhà bạn được. Cái điểm thứ hai nữa là các bạn có thể nhìn thấy này, cái viền của cái mẫu TV này nó rất là mỏng luôn. Đây, mình có một cái điện thoại đây để mình so sánh này. Các bạn sẽ nhìn thấy này, cái viền của TV này và cái phần viền này của điện thoại này nó gần như là tương đương nhau luôn. Nó rất là mỏng luôn. Ở trên điện thoại thì chúng ta có thể thấy là nó dày, nhưng mà ở trên TV như này phải nói thật là quá mỏng luôn. Thậm chí nhá, là cái độ dày của cái TV này nó cũng chỉ dày ngang với cả một cái điện thoại thôi. Đấy, ở trên cảnh quay chám lát nữa thôi các bạn sẽ nhìn thấy luôn là nó chỉ dày bằng một cái điện thoại thôi. Đấy là cái ưu điểm của cái màn hình OLED như này. Nó sẽ khiến cho cái thiết kế của cái TV nó trở nên quá là đẹp mắt luôn. Cái TV này thì nó sẽ có cái con chip mới, đấy là chip AI NQ4 thế hệ thứ 2. Đấy. Và ngoài những cái điểm đó ra thì nó còn có gì ạ? Nó còn có một cái màn hình OLED có HDR Pro nhé các bạn nhé. Bình thường thì chúng ta hay thấy là công nghệ HDR này rồi là HDR cộng này. Cái sổ này thì có cả HDR Pro luôn. Và trong rất là nhiều những cái mẫu TV mà mình review ý, thì thường là mình hay khuyên các bạn là nên mua thêm loa Bluetooth hay là sound bar để cho cái chất lượng âm thanh được tốt hơn. Nhưng với cái mẫu TV này, nói thật luôn là không cần phải mua sound bar sẽ biết gì đâu. Bởi vì thực sự là 8 cái loa của nó ở phía sau như này, mình nhìn rất rõ ràng luôn. Và cái loa của mẫu TV này, cái công suất của nó lên tới là 70W. Các bạn nghe không nhầm đâu. Bình thường ấy, thì khi mình review thì các cái mẫu TV nó sẽ có công suất loa cỡ tầm khoảng 20 đến 25W. Thì TV này có công suất loa lên tới là 70W. Đấy, với 8 cái loa ở phía sau, rất hoành tráng luôn. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến từng phần một đi. Mình nghĩ là cái màn hình sẽ là cái thứ mà chúng ta quan tâm nhất. Thứ nhất, đấy là về cái kích thước màn hình là 77 inch. Thì đây là một cái kích thước màn hình lớn để cho các bạn có thể để ở ngoài phòng khách được rồi. Và cũng nói thật với cả các bạn luôn, đấy là nếu mà với cái khoảng cách từ cái bộ sofa nhà bạn đến cái TV này cỡ tầm khoảng 3m là bạn đã xem là rất thoải mái rồi. Và cái độ phân giải màn hình của cái mẫu TV này nó là độ phân giải 4K. Một cái câu hỏi đặt ra đấy là liệu độ phân giải 4K ở trên kích thước màn hình 77 inch như này thì nhìn nó có thấy điểm dỗi không ấy? Thì câu trả lời là vừa có và vừa không. Có ở đây là gì? Đấy là nếu mà các bạn ngồi gần như mình ở đây, mình đang review như này, thì chắc chắn là bạn sẽ nhìn thấy rồi. Nhưng mà chả ai xem TV lại ngồi gần như này đúng không nào? Chúng ta phải ngồi xa chứ. Và với một cái khoảng cách ngồi xa cỡ tầm ở trên 3m thì gần như các bạn sẽ không nhìn thấy ra điểm dỗ đâu. Và sẽ nhìn thấy là cái màn hình này nó vô cùng sắc nét luôn. Và màn hình OLED ý, mặc định nó sẽ có hai cái tính năng mà mình cảm thấy rất là ấn tượng. Thứ nhất, đấy là độ sáng của màn hình OLED thường sẽ cao hơn nhiều so với màn hình LCD. Và thứ hai nữa là độ tương phản của màn hình OLED cũng sẽ cao hơn so với cả màn hình LCD. Thế thì đối với cả cái mẫu TV này, ngoài những cái mặc định đấy ra thì nó còn có những cái gì nữa nào? Đấy là nó còn có màn hình OLED chống phản sáng. Đấy, các bạn đã nghe thấy là màn hình OLED chống phản sáng thì nó như thế nào chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy là hôm nay mình đang quay ở đây, các bạn nhìn thì thấy rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng mà trước mặt mình nó là hai cái bóng đèn softbox cực kỳ sáng để mình chiếu thẳng vào cái TV này đây. Các bạn thấy có cái bóng nào ở trên này không ạ? Đấy. Và thêm một cái điểm nữa, đấy là với cái màn hình OLED chống phản sáng ấy thì nó sẽ rất là tiện khi mà
các bạn để nó ngoài phòng khách mà lại gần cái chỗ ban công. Nếu bây giờ các bạn mở ban công ra thì ánh sáng nó sẽ chiếu vào đấy rất là nhiều. Và nếu mà cái màn hình này nó bị bóng nhiều thì cái cảm giác nhìn vào đây nó sẽ rất là khó chịu. Thì cái mẫu TV này nó có màn hình OLED chống phản sáng. Và tiếp tục nữa là chúng ta hay thấy là những cái màn hình nó sẽ có HDR này, HDR cộng này. Đấy, tuy nhiên cái màn hình này thì nó là màn hình OLED HDR Pro. Với OLED HDR Pro ấy, thì cái độ tương phản của nó sẽ được nâng cao hơn. Đấy, và cái độ sáng của nó sẽ cao hơn tầm khoảng 70%. Và với việc độ sáng cao hơn, độ tương phản được tốt hơn thì các bạn hoàn toàn có thể mang cái mẫu TV này để mà ra ngoài trời được. Đấy, bình thường nếu mà chúng ta mà xem bóng đá ấy, chúng ta hoàn toàn có thể mang ra ngoài trời để mà xem được mà. Thì cái này sẽ rất là tiện cho các bạn nào mà ở các cái quán cà phê ấy. Đấy, các quán cà phê bóng đá, thứ chúng ta mang ra, chúng ta xem. Còn độ tương phản cao ấy, để dễ dàng hình dung ấy, thì bạn sẽ nhìn vào đây. Các bạn sẽ thấy là các cái mảng màu nó sẽ rất là rõ ràng. Ví dụ như màu đen thì nó sẽ rất đen, màu đỏ nó sẽ rất đỏ, màu xanh này thì nó sẽ rất là xanh. Đấy, chúng ta sẽ nhìn các cái mảng màu này, nó rất là dễ dàng luôn. Về tần số quét của màn hình thì sao? Bình thường chúng ta hay thấy là những cái mẫu màn hình nó sẽ có tần số quét cỡ tầm khoảng 60Hz, đúng không ạ? Thế thì cái màn hình của mẫu TV này nó có tần số quét lên tới là 100Hz. Và nếu như các bạn chơi game ý, thì nó có thể upscale lên 144Hz bằng cái công nghệ Motion Accelerator. Và rõ ràng với tất cả những điều đó thì nó sẽ giúp cho những cái chuyển động ở trên TV này nó sẽ vô cùng mượt mà. Và tiện thể nói về cái vấn đề chơi game ý, thì mẫu TV này nó còn có một cái chế độ chơi game tự động thay đổi bằng AI. Thế thì với cái chế độ này nó sẽ tối ưu hóa cài đặt tự động bằng AI. TV sẽ tự động phân tích các cái thể loại như là đua xe này hay là đối kháng đấy, tùy theo cái thể loại game mà các bạn chơi, để mà đưa ra cái cài đặt phù hợp nhất. Và tất nhiên những cái công nghệ như là FreeSync Premium Pro thì nó cũng sẽ giúp cho giảm cái tình trạng giật hình, xé hình, và kết hợp với độ trễ thấp giúp cho hiệu quả chơi game trở nên mượt mà hơn. Và tất nhiên để xử lý được những điều đó thì cái con chip của nó phải là con chip xịn sò rồi, đúng không nào? Thì đây là con chip AI NQ4 thế hệ thứ 2 nhé các bạn nhé. Với công nghệ này thì nó sẽ được hỗ trợ bởi AI với 20 dạng mô phỏng thần kinh giúp nâng cấp nội dung thành độ phân giải 4K. Và để các bạn dễ dàng hình dung cái sức mạnh của cái con chip AI NQ4 thế hệ thứ 2 này như nào, thì nếu mà so với cả TV QLED Q70D thì cái tốc độ GPU của nó đã nhanh hơn khoảng 4 lần và cái mạng mô phỏng thần kinh của nó đã tăng lên gấp 2,5 lần. Về cái điều khiển của mẫu TV này thì có một điểm rất là hay. Đấy là cái điều khiển này nó không dùng pin thông thường đâu. Bình thường là chúng ta hay thấy là dùng những cục pin tròn kiểu như là 2A hoặc 3A, đúng không nào? Nhưng không, cái này là điều khiển dùng năng lượng mặt trời nhá. Các bạn nhìn này, nó có pin năng lượng mặt trời ở đây. Và thậm chí nhá, là các bạn có thể cắm sạc vào đây được. Nó sử dụng cổng sạc Type-C. Cái này mình cảm thấy vô cùng tiện lợi luôn. Mình sợ nhất là cái kiểu là điều khiển hết pin xong rồi lại phải chạy xuống để đi mua pin. Thứ nhất là vừa mất thời gian, và thứ hai nữa là nếu mà đang xem một trận bóng đá vào lúc tầm khoảng 1 giờ sáng chẳng hạn, mà lúc đấy mà điều khiển hết pin thì thôi là chết rồi, siêu thị đóng cửa rồi. Đấy, thế thì với cái này cắm sạc vào phát là đã có thể chỉnh được luôn rồi. Rất tiện lợi luôn. Và cái điều khiển này của TV Samsung ấy thì nó là cái điều khiển Bluetooth. Đấy, có nghĩa là các bạn thích chỉnh đi đâu cũng được, không nhất thiết phải chỉnh thẳng vào TV đâu. Đấy, điều khiển hồng ngoại là các bạn bắt buộc phải chỉnh thẳng vào TV như này. Nhưng mà điều khiển Bluetooth các bạn thích chỉnh ở chỗ nào đấy, nó cũng sẽ chỉnh được luôn. Rất là nhanh chóng và rất là tiện lợi. Và cái điều khiển này thì vô cùng đơn giản để các bạn có thể sử dụng được. Và cái sản phẩm này thì hiện tại nó đang chạy hệ điều hành Tizen. Đấy, thì khi mà mình sử dụng ấy, thì mình cảm thấy nó rất là mượt mà. Và tất nhiên nó vẫn sẽ có cả cái tính năng nhận diện giọng nói ở đây. Ví dụ mở YouTube. Đấy, rất nhanh luôn, đúng không ạ? Về âm thanh ấy, thì như ở ngay đầu video mình đã nói, với công suất loa lên tới là 70W kèm theo đó là 8 cái loa ở phía sau như này thì thực sự là nó tạo ra những hiệu ứng âm thanh vòm nghe rất là hay luôn. Và với 70W như thế này thì chúng ta chỉ cần bật lên cỡ tầm khoảng 5% âm lượng thôi là chúng ta đã nghe rất là rõ ràng rồi. Nghe ở trong phòng nghe thì nó cực kỳ rõ ràng. Và mình sẽ chỉ bật max volume lên khi mà mình mang cái mẫu TV này ra ngoài trời mà thôi. Và tất nhiên cái mẫu TV này thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái công nghệ âm thanh. Ví dụ như là Dolby Atmos thì cái này thì quá quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không nào? Cái công nghệ âm thanh này thì chúng ta sẽ thấy ở trong các cái rạp chiếu phim ý. Tiếp theo nữa là nó có công nghệ âm thanh OTS Plus. Thế thì với cái công nghệ âm thanh này thì các bạn cứ tưởng tượng là đây là âm thanh theo dấu, nghĩa là âm thanh nó sẽ theo hình ảnh chuyển động ở trên màn hình, rất trực quan luôn, đúng không nào? Ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có thêm cái công nghệ Active Voice Amplifier Pro. Thế thì đây là cái công nghệ khuếch đại giọng nói bằng AI. Công nghệ này thì sẽ phân tích âm thanh nền này, độ rõ của giọng nói và tiếng ồn xung quanh để mà tách giọng nói khỏi các âm thanh khác,
giúp giọng nói rõ ràng hơn. Nó cũng sẽ có cái công nghệ âm thanh QSymphony để giúp âm thanh được phân phối chính xác và có chiều sâu hơn. Và nó cũng sẽ phát loa được ở trên cả TV lẫn cái dàn âm thanh mà các bạn kết nối. Và cái TV này nó còn có một cái tính năng rất là hay, đấy là chúng ta có thể chiếu màn hình điện thoại lên trên màn hình TV được. Và nếu như mình để ở cái chế độ Multiview ấy, thì chúng ta có thể xem được đa màn hình luôn, vừa xem được màn hình của TV mà lại vừa xem được màn hình của điện thoại như này. Rất là tiện lợi luôn các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Và nếu mà các bạn sử dụng điện thoại Samsung ấy, thì cái việc kết nối như này nó sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn. Và tiếp theo nữa, đấy là cái TV này thì nó rất là tiết kiệm điện. Như các bạn đã biết thì cái màn hình OLED nếu mà chúng ta để màu đen như này thì gần như là nó sẽ không tiêu tốn năng lượng rồi, đúng không nào? Và cái mẫu TV này nó đạt được 5 sao theo tiêu chuẩn của Bộ Công Thương. Đấy, càng nhiều sao thì càng tiết kiệm điện. Và cái công suất của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 770W, nghĩa là chưa đến một số điện trong một giờ. Và nói thật luôn với cả các bạn chứ, một ngày chắc thì mình chỉ xem TV cỡ tầm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng là cùng thôi. Đấy, thi thoảng là có xem bóng đá hay là xem phim cái thứ cùng một lúc, chắc cùng lắm là 3 tiếng. Chắc hết khoảng vài số điện, mà vài số điện bây giờ đáng mấy nghìn đâu. Đấy, thì với một cái kích thước màn hình lên tới là 77 inch như này là rất tiết kiệm điện rồi. Và nếu mà so với cả các cái dòng Samsung OLED nói chung ý, thì cái TV này nó sẽ tiết kiệm điện khoảng 25%. Và cái việc tiết kiệm điện tới 25% ý, là nó nhờ có cái công nghệ gọi là AI Energy Mode. Ngoài những điều đó ra ý, thì nó còn được bảo mật bởi Samsung Knox. Thì đây là cái lớp bảo mật cả về phần cứng lẫn phần mềm được cập nhật thường xuyên của Samsung. Và tất nhiên nó cũng sẽ tích hợp trung tâm SmartThings. Nó sẽ giúp kết nối các cái thiết bị trong hệ sinh thái của Samsung, ví dụ như là TV này, máy lọc không khí này, robot hút bụi này, đèn này, điện thoại cái thứ này. Đấy, thì chúng ta sẽ kết hợp trong hệ sinh thái đấy để chúng ta sử dụng đồng bộ được tốt hơn. Rồi, và như vậy là mình vừa mới review về cái mẫu TV Samsung 77 inch OLED như này. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Tất cả thông tin về giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.